xong kế tiếp em cũng là đi thăm nhà, đi thăm ra đời massage ở đoạn dưới. Làm giống như vậy ha, cho tí dân ai đi sợ trên đấy. Bây giờ chúng ta sử dụng cái số 4. Cái số 4 là cái Soul Solution nè, cái này chuyên trị thành mấy cái gót chân với da chết nè, làm mềm da à. Hoặc như người là bị lít da đó thì cho nên cái rất là tốt. Còn Soul Solution giống như là food queen thôi à. Lấy cái này là được rồi à. Cái chỗ nào da chết mình bao sơ thôi. Ok, xong một cái nè, mình vào lại cái tiếp á, cái chút xíu à, giờ cái số 5 đây nè, cái bao bát nè, cream à, cuối cùng cho lên đấy một chút xíu thôi, tại vì nhiều người muốn thôi, bao tạm bộ hết. Giờ chúng ta massage đều toàn bộ toàn cái chân thôi à, này là đoạn cuối đó ha. Chân ha, kế tiếp bên chân bên này ta cũng làm giống như vậy, nấu cho thanh na nóng ra, rồi cũng cho chút xíu idensa để kích thích mạch máu, thứ ba, ta sẽ cho sơ sinh sần giống như chân bên kia vậy ha, chút xíu này thôi. Mình chuẩn bị cho da chết da lứt nè, hoặc là đầu gối chân nè, hoặc là mấy cùi chỏ, cho đầu gối chân hay mấy cùi chỏ này, nếu người nào da chết thì cho đây cũng rất là tốt, mùi thơm dễ chịu lắm. Rồi bao cho sơ thì chúng ta cho chút xíu. Ok, cream là back cream này trên. Cái này đủ rồi. Những sản phẩm của công ty Nu Skin hoàn toàn là dược thảo, rất là thích hợp cho người Á Đông. Rất là tốt và những sản phẩm rất là độc đáo, làm cho trẻ hóa làn da. Này nói về chân thôi, nó có nhiều sản phẩm cho vấn đề làm cho facial. Facial nó gồm có cho gel làm cho giảm mấy cái nếp nhăn, hoặc là những cuồng mắt, hay là hoặc là những cái cuồng mắt nó bị thâm á, hay là mấy cái nếp chân chim á. Công ty Nu Skin đều có những cái sản phẩm đó để chuyên trị những cái mục đó. Hoặc mấy cô tuổi dậy thì hay mặt có mụn đó, cũng có thuốc để trị những cái mụn mụn trên mặt. Hoặc là thuốc trị cho tàn nhang, hoàn toàn dược thảo rất là tốt. Ok, như vậy xong một cái chân ha, một cái chân gọi là Loop Pedicure đó. Organic Pedicure đó, và hiện nay gọi là Organic Pedicure. Thì lấy giá ở đây xong một cái bộ này lấy 45 đồng. Ok, được rồi. Chân thấy cảm thấy thế nào? Ok rồi, xong rồi. Cái
xong xuôi hết rồi thì tất cả ai mà mấy mốt mà mấy cái pedicure, lu pedicure này đó mà không có đằng đằng nữa mà cần có cái thắc mắc gì đó cứ việc gọi về số phone của Minh này ha, để mình hướng dẫn cách cách thức làm cách thức thêm này, làm chân cũng làm tay, làm tay cũng giống vậy thôi, làm tay cũng giống là cắt da trước, cắt da xong xuôi cái là trước thay vì mình dùng mấy cái honey sugar sea salt mình chỉ dùng có hai thứ thôi, nó gọi là lưu manicure hoặc là ngay chỗ ớt manicure đó. Thì ngay đây cũng có cái giá nè, gọi là bao bé bao đầm manicure. Đây là tính 25 đồng cho một cái bộ và cho đầm tay. Chỉ dùng cái hai thứ thôi. Số hai là cái này tẩy da chết. Sau khi tẩy da chết rồi đó thì mình bao khăn nóng ha, xong rồi qua bên đây cũng làm vậy, cũng tẩy da chết bao khăn nóng, xong xuôi kế tiếp lấy cái khăn nâu sạch sẽ đi, sạch sẽ rồi dùng dùng cream cho lên trên rồi massage đều hết là xong một bộ manicure lấy cả 25 đồng. Khách rất là thích, da mịn mà. Rồi thì kính chào quý anh chị. Ok, thôi chào tạm biệt.